Rồi đây quý vị, hôm nay em có trái sầu riêng sáu hũ. Thì đây, cái sáu hũ á, thì nó khác với cái dàm xẻo là cái phần này nè, cái hộp nó không có khía. Trái này trái chín cây nha quý vị. Đây, trái chín cây và nó thơm quá trời thơm mà. Rồi cái đít của thằng sáu hũ á, đây, nó khác với cái đít của trái dàm xẻo. Thì cái trái dàm xẻo cái phần gần cái đít đó thì gai nó bị tiêu biến, còn cái thằng sáu hũ á thì cái gai nó gần đít nó vẫn còn. Đây trái này trái chín cây nè, gai đen nha quý vị. Đây là trái sáu hũ, đây chín cây rụng, hàng rụng. Rồi đây quý vị, thì giờ em khui ra nè. Cơm của nó thì nó có cái màu vàng vàng hơi nhẹ nhẹ nha quý vị. Đây rồi sáu hũ nha quý vị, muối thì rất là dẻo. Đây đây quý vị ha.